Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng điểm qua những tin chính có trong ngày. Bình luận viên Quang Huy nhận định sốc kết quả mỹ mãn bốc thăm chia bảng SEA Games 32. Người hâm mộ mừng rơi nước mắt. Vâng thưa quý vị và các bạn, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá của SEA Games 32 đã chính thức diễn ra. Ở môn bóng đá nam, những lá thăm may rủi đưa U22 Việt Nam rơi vào bảng B với những đối thủ được đánh giá rất cao là Thái Lan, Malaysia, Singapore và cuối cùng là U22 Lào. Ở bảng đấu còn lại, chủ nhà U22 Campuchia sẽ gặp những đối thủ có phần dễ thở hơn đôi chút, đó là Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số thống kê, có thể thấy rằng việc chung bảng với Thái Lan dường như là điểm may với U22 Việt Nam. Cụ thể trong 7 lần cùng bảng với Thái Lan ở môn bóng đá nam SEA Games, Việt Nam có tới 5 lần giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Tuy nhiên, chỉ có 1 trong 5 trận chung kết đó là U22 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng. Đó chính là SEA Games 30 tại Philippines năm 2019. Ở SEA Games 30, U22 Việt Nam thậm chí chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 và nằm cùng bảng với Thái Lan. Tuy nhiên, chính thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó đã đích thân loại U22 Thái Lan ngay ở giai đoạn vòng bảng với trận hòa hai đều cực kỳ kịch tính. U22 Việt Nam sau đó cũng đã chơi rất ấn tượng để giành chức vô địch và có tấm huy chương vàng môn bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử. 4 trên 7 kỳ SEA Games còn lại, U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan và lọt tới trận chung kết. Dòng vàng đều chỉ có được vị trí Á quân cùng tấm huy chương bạc. Đó là các kỳ SEA Games 1995, 1999, 2003 và 2009. SEA Games 2003 đã để lại nhiều tiếc nuối nhất khi Việt Nam có lần đầu tiên là chủ nhà. Với kết quả bốc thăm chia bảng này, huấn luyện viên chưa giờ cho biết: "Tôi không bất ngờ về kết quả bốc thăm này, các đối thủ tại SEA Games 32 đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả bốn đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ bước vào giải đấu với tư cách một đội đương kim vô địch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy." Theo kế hoạch ngày 17 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 32. Chiến lược gia người Pháp cho biết: Trong thời gian tới, khi đội tuyển tập trung trở lại, chúng tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải giao hữu Qatar vừa qua. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ sát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu ở trong nước. So với bảng A, bảng đấu của U22 Việt Nam được nhìn nhận là khó hơn bởi ngoài kinh địch Thái Lan thì Malaysia và Singapore cũng rất đáng gờm. Trước cục diện này bình luận viên Quang Huy cho biết: "Chúng ta hai lần vô địch SEA Game liên tiếp ở khu vực Đông Nam Á, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu nào cũng vậy. Điều quan trọng là đoàn quân của huấn luyện viên Philip Truszer cần chuẩn bị tốt cho giải đấu." Tôi nghĩ bóng đá trẻ thì không cần quá căng thẳng trong việc xác định đối thủ. Hơn nữa U22 Việt Nam có mục tiêu cao nhất là bảo vệ huy chương vàng, nên gặp đội nào cũng phải quyết thắng. Về phía cá nhân tôi, tôi thích U22 Việt Nam có sự khó khăn ngay ở vòng bảng, giúp các cầu thủ trưởng thành, rút ra nhiều bài học và chơi tốt hơn khi vào sâu trong giải. Hai tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp dưới thờ huấn luyện viên Park Hang-seo tạo áp lực không nhỏ cho huấn luyện viên Philip Chuzer. Trong khi đó, lứa U22 hiện tại được cho là chất lượng kém và vừa đá không thành công ở Doha Cup 2023. Bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh, Tôi hy vọng huấn luyện viên Philip Chuzer tiếp tục phát huy những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo làm được. Thất bại ở Doha Cup là bình thường bởi chúng ta gặp các đối thủ rất mạnh. Tôi nghĩ là thông qua SEA Games, U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt cho các giải đấu lớn trong tương lai, gần nhất là vòng loại Olympic và ASEAN. Trong khi đó, bình luận viên Quang Tùng đánh giá, ở SEA Games, chúng ta gặp hay né Thái Lan không phải là vấn đề quan trọng. Thậm chí U22 Việt Nam gặp Thái Lan lại hay vì các cầu thủ phải chơi tập trung hơn ngay từ vòng bảng. Ở bảng đấu của U22 Việt Nam, ngoài Thái Lan, hai đội Malaysia và Singapore không mạnh về bóng đá trẻ. Về áp lực thành tích với tân huấn luyện viên trưởng Philip Chua bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm. Đây mới chỉ là khởi đầu của huấn luyện viên Philip Chua Tôi nghĩ rằng U22 Việt Nam nếu giành huy chương vàng thì thuận lợi cho hành trình hơn 3 năm tới của ông Chua nhưng khi bỏ qua thành tích, SEA Games sẽ tạo nền tảng cho triều đại và nhiệm kỳ của huấn luyện viên Philip Chua Dư. Nếu không giành huy chương vàng thì U22 Việt Nam phải thể hiện được một lối chơi sáng ở SEA Games. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta vào chung kết cũng là kết quả hợp lý. Nhưng U22 Việt Nam phải có màn trình diễn xem được. Phản ứng của huấn luyện viên U22 Thái Lan khi biết trung bảng với U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Isara Sritaro của U22 Thái Lan phát biểu chiều ngày 5 tháng 4. Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tại Campuchia, ông nói: "Cuộc đọ sức với U22 Việt Nam sẽ khó khăn, tuy nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Rơi vào bảng đấu nào cũng vậy thôi, việc gặp các đội bóng mạnh sẽ tốt cho sự phát triển của U22 Thái Lan." Đường kim vô địch U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch thi đấu của Siam Sport công bố, U22 Thái Lan sẽ đá trận ra quân gặp U22 Singapore vào ngày 30 tháng 4. Ngày mùng 6 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Isara Sritaro đối đầu với U22 Malaysia. Ở trận thứ 3 vòng bảng, voi chiến gặp U22 Lào ngày mùng 8 tháng 5. U22 Thái Lan sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp U22 Việt Nam vào ngày 11 tháng 5. Huấn luyện viên 43 tuổi nói tiếp: "Lịch thi đấu SEA Games 32 không quá dày đặc, tôi cảm thấy hài lòng vì có thể chuẩn bị tốt cho U22 Thái Lan." U22 Thái Lan có thể tung đội hình mạnh nhất ở mỗi trận vì chúng tôi có thời gian hồi phục. Sau 3 trận đầu tiên, mọi người có thể thấy hướng đi của đội bóng. Huấn luyện viên Isara Sritaro cho biết U22 Thái Lan thu thập thông tin về các đối thủ của mình tại SEA Games 32. Ông cho rằng cần vạch ra chiến lược tốt cho giải đấu tại Campuchia. U22 Thái Lan chơi ấn tượng tại Doha Cup 2023 khi gặp các đại diện Tây Á trước thềm SEA Games 32. Tuy nhiên, ông Sritaro khẳng định U22 Thái Lan sẽ không vì thế mà chủ quan tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Huấn luyện viên của U22 Thái Lan khẳng định các học trò của mình sẽ thi đấu với trình độ cao nhất. Tại SEA Games 2023, U22 Thái Lan và tuyển nữ Thái Lan được giao nhiệm vụ giành huy chương vàng. Lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 của U22 Việt Nam khá thuận lợi ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bảng đấu này có thể được xem là bảng tử thần, rất khó đoán khi có cả Thái Lan và Malaysia. U22 Việt Nam khởi đầu bằng trận gặp U22 Lào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4. Sau đó 2 ngày họ sẽ gặp Singapore lúc 16 giờ. Thầy trò ông chưa giờ có vài ngày để nghỉ ngơi trước khi hướng đến trận gặp Malaysia vào ngày 8 tháng 5. Trận cuối cùng gặp U22 Thái Lan diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Đây là kỳ SEA Game đầu tiên của huấn luyện viên chưa giờ. Ông có giải đấu giao hữu ở Qatar để làm quen với lứa cầu thủ từng làm việc cùng mình vào năm 2019. SEA Games 32 là giải đấu chính thức đầu tiên của ông trong hợp đồng kéo dài 4 năm với VFF. Các trận đấu của U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Prince của câu lạc bộ Visakha, Sân có sức chứa 7.000 chỗ ngồi. Một số cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở đây cùng U23 Việt Nam dự vòng chung kết Đông Nam Á 2022. Indonesia muốn đánh bại U22 Việt Nam vô địch SEA Games Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI bà Ratu Tisha đã gặp gỡ thầy trò huấn luyện viên Indra Jafri để truyền cảm hứng và động lực cho toàn đội. Cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Ban Đung ITB chia sẻ với các cầu thủ phải có can đảm để đối mặt với bất cứ đội bóng nào ở sân chơi Đông Nam Á lần này. Theo người phụ nữ 37 tuổi, các cầu thủ U22 Indonesia cần phải có tâm lý chiến thắng thì mới có thể mang về chiếc huy chương vàng SEA Games 2023. Chúng ta có thể thắng Việt Nam không? Sao lại không? có phải họ hơn chúng ta đâu. Giả sử nếu gặp Argentina có trình độ cao hơn, chúng ta có muốn thua họ không? Không ai muốn điều đó. Vậy thì chúng ta phải luôn có một ý chí chiến thắng. Bà Tisa nói thêm với kênh YouTube PSSI TV. Nếu chúng ta không có tinh thần đó thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cách giành chiến thắng. Các bạn đừng nghĩ mình nhỏ hơn hoặc thua kém bóng đá Nhật Bản sẽ khiến các bạn không mang tâm lý chiến thắng. Các bạn không thể mang tâm trạng chưa đá với Nhật Bản, Việt Nam đã thua từ trong suy nghĩ. Đừng bao giờ nản lòng. Nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.